mới đến đây. Và đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt hơn những đêm thứ sáu khác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cô gái đầu tiên. Let's get started. Chúng ta sẽ tìm quay đầu Queen nha. Mọi người hãy đến với Canalis để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất nha.